Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi tìm kiếm ngôi nhà mới. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đang tập trung vào việc tìm kiếm một căn nhà để xây dựng tổ ấm của mình. Chính vì vậy, đôi vợ chồng đã bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. Được biết, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà là hai cái tên rất quen thuộc trong làng giải trí Việt Nam cũng như làng giải trí hải ngoại. Cả hai đều là những nghệ sĩ tài năng và đang được khán giả yêu mến. Với ngoại hình đẹp và tính cách hòa đồng, họ đã trở thành một trong những cặp đôi hot nhất hiện nay. Trên trang cá nhân, Ngọc Ngữ đã có những chia sẻ: "Cưới xong phải xây tổ ấm, hai vợ chồng đi coi nhà, wish us luck." Trong buổi phỏng vấn, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà cũng đã chia sẻ rằng họ đã có kế hoạch trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Việc xây dựng một tổ ấm là điều họ đặt lên hàng đầu, bởi đây là nơi để tạo dựng những giá trị gia đình, xây dựng mối quan hệ vợ chồng và phát triển sự nghiệp trong tương lai. Cùng với đó, việc tìm kiếm một ngôi nhà phù hợp không chỉ đơn giản là mua một ngôi nhà để ở, mà còn là chọn lựa một không gian sống lý tưởng, nơi có thể tận hưởng cuộc sống và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong cuộc sống hôn nhân của mình. Sau khi vừa tổ chức đám cưới đầy cảm xúc, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của mình về hành trình hôn nhân sắp tới. Trong đó, cả hai đều tỏ ra rất hạnh phúc khi có nhau và sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Với Ngọc Ngữ, anh rất biết ơn khi được lấy Châu Ngọc Hà làm vợ. Anh tỏ ra tin tưởng vào tình yêu và hy vọng rằng cả hai sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời và luôn yêu thương nhau. Còn Châu Ngọc Hà, cô cũng rất hạnh phúc khi có Ngọc Ngữ bên cạnh. Cô nhận xét rằng anh là người đàn ông đầy nghị lực, tốt bụng và thông minh. Cả hai sẽ cùng nhau trải qua những khó khăn và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Với tâm trạng lạc quan và yêu đời, đôi vợ chồng mới cưới luôn tin tưởng và yêu thương lẫn nhau. Dẫu biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với sự ủng hộ và yêu thương của nhau, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách để có được một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Cuối cùng, Ngọc Ngữ và Châu Ngọc Hà mong muốn nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ mọi người trong thời gian tới. Họ quyết tâm cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp và hạnh phúc, cũng như sẽ luôn giữ vững tình yêu và sự hiểu biết lẫn nhau để cùng nhau đi đến những thành công trong cuộc sống.